ngày 29 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tổ chức họp báo tình hình kinh quản tế xã hội quý 2019. Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hữu Vinh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư thành lập công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Đà Nẵng đã thông tin về việc bị nhắn tin đe dọa, yêu cầu hủy thành quả đầu thầu gói thầu trường tiểu học Lý Tự Trọng. Theo ông Vinh, Ban Quản lý đã thực hiện việc tổ chức đấu thầu đối với dự án trường tiểu học Lý Tự Trọng từ ngày 9 tháng 8 năm 2019 đến ngày 29 tháng 8 năm 2019. Sau khi Ban Quản lý lên tiếng thành quả trúng thầu, đơn vị Ty Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Thăng Long đã triển khai thi công công trình từ ngày 9 tháng 10. Ông Vinh cũng cho hay, sau khi đơn vị khởi công công trình, thì báo chí có phản ánh thông tin về việc khả năng tài chính của Ty Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Thăng Long không đảm bảo yêu cầu của biển sơ mời thầu. Ban Quản lý đã có lên tiếng gửi đến Thành ủy Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Kế hoạch Đầu tư Đà Nẵng. Ông Vinh cũng cho biết, về nội dung báo nêu, Ban Quản lý một mặt để ý thông tin trên cơ sở giải trình và đang chờ ý kiến của lãnh đạo. Còn việc thi công vẫn triển khai bình soạn để đảm bảo cuối tháng 7 năm 2020 hoàn thành để chuẩn bị năm học thế hệ. Trong quá trình triển khai thi công thì có số máy tính bảng nạp danh nhắn tin với nội dung không bình soạn. Ban Quản lý đã có lên tiếng lãnh đạo. Vừa rồi báo chí cũng có đăng thông tin thì Tổng cục 2 đã đến làm việc với ban và hiện đang điều tra việc này, ông Vinh thông tin thêm. Trước đó, trong thời gian từ ngày 18 tháng 10 đến 25/10/2019, ông Nguyễn Hữu Vinh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư thành lập công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Đà Nẵng liên tục nhận được tin nhắn từ số máy tính bảng 847.744.389 có những lời lẽ hù dọa. Tin nhắn gửi đến máy tính bảng ông Vinh. Ảnh chụp lại màn hình. Có một tin nhắn từ số máy tính bảng này đã nhắn cho ông Vinh xưng là người thuộc Tổng cục 2, yêu cầu hủy thành quả đấu thầu đối với dự án thành lập trường tiểu học Lý Tự Trọng, nếu không sẽ can thiệp kiểm tra các dự án trước đây của Ban Quản lý dự án nói chung, lý lịch cá nhân của ông Vinh nói riêng. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Quản lý Đầu tư thành lập các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Đà Nẵng đã có lên tiếng gửi Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố và Công an thành phố về việc này. Dự án xây thế hệ trường tiểu học Lý Tự Trọng quận Hải Châu được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phê duyệt đầu tư với tổng kinh quản phí 87 tỷ đồng, triển khai thi công trong năm 2019 và 2020.